căn này, hotel 5 căn, một trệt 2 lầu, diện tích 3,7, dài 30. Có thang máy, có lưu này. Xin chào tất cả mọi người nhé, rất vui gặp lại tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo. Hôm nay thì là ngày 4/9/2023, hiện tại bây giờ là 11 giờ, thì Hải đang có mặt tại đường cách mạng 8, như vậy trước là đường Lê Văn Tiến. Hôm nay thì tất cả mọi người mình đi cập nhật như cái hình ảnh mới về mặt bằng tại trung tâm Sài Gòn nhé. Đây mọi người thấy khu vực này là bán đồ ăn này, rồi các cái tiệm cà phê, spa này, bên này là hệ thống di động, nhà khoa, bên này thì ở cửa hàng thời trang, quán ốc lưng điện thoại. Mà mình hôm nay thấy qua Hải có đi thấy cái mảng tám là khá là nhiều mặt bằng đã trả mọi người. Hôm nay sẽ đi quay cho mọi người xem luôn. Bên này là quán đào muối Madame Hoàng. Tiếp theo là mình tới với đường Tây Hồ Vinh, ở nhà có đường cách mạng 8.
thấy là nhiều nào bán nhà ở trên nhà trên kia mới cho thuê lầu 1 lầu 2. Ở bên này mọi người cửa hàng thời trang khá lớn ở hai bên đường. Bên này cho thuê nhà luôn. Nó giá mà luôn đấy. Một thương hiệu khá lớn. Không chịu nổi. Thank you.
bán nhà.
được bộ bóng đá mini 780.
đây thì mọi góc mình đứng chờ đèn đỏ một tí nhé. Đây đường Cao Thắng với bạn Hải. Một người bán sim cạc này, dây sạc 39.000, tập trung trên Mobi 5. Nó chuyển đến việc bán hàng luôn. Làm việc mới ra đầy năng lượng, gặp nhiều thành công nhé.